6 bước để xây dựng tài sản từ con số 0. 1. Theo dõi và bảo vệ tiền của bạn. Hãy tưởng tượng bạn là một ngư dân lành nghề, dũng cảm ra khơi để săn lùng những con cá quý giá. Khi bạn thả lưới, những kẻ săn mồi như cá mập, chim hải âu và cua tinh danh luôn rình rập chờ cơ hội cướp đi chiến lợi phẩm của bạn. Tương tự, bạn cần phải bảo vệ những đồng tiền khó kiếm được của mình khỏi những kẻ ăn bám tài chính luôn tìm cách lợi dụng bước đầu tiên trong việc bảo vệ tài sản của bạn là theo dõi sát sao mọi khoản thu nhập chi tiêu và tiết kiệm điều này có thể nghe có vẻ nhàm chán nhưng chính sự tỉ mỉ này sẽ đặt nền tảng cho an ninh tài chính bằng cách nắm rõ dòng tiền của mình bạn sẽ có cái nhìn tổng quan về nguồn thu mức độ tiêu xài và khả năng tiết kiệm việc quản lý tài chính không chỉ là về số tiền bạn tiết kiệm được mà còn là việc đảm bảo rằng bạn đang gia tăng số tiền đó theo thời gian việc nhìn thấy số dư tài khoản tiết kiệm của mình tăng lên sẽ trở thành động lực to lớn giúp bạn duy trì và phát triển thói quen tài chính lành mạnh tuy nhiên theo dõi tiền của bạn chỉ là một nửa của trận chiến bạn cần bảo vệ nó khỏi những kẻ săn mồi tài chính từ các khoản đầu tư lừa đảo đến những tổ chức cho vay lãi suất cắt cổ giáo dục tài chính là vũ khí mạnh nhất của bạn hãy luôn cập nhật thông tin nghiên cứu kỹ lưỡng các cơ hội đầu tư và tìm kiếm lời khuyên từ những chuyên gia đáng tin cậy Đừng dễ dàng tin vào những hứa hẹn làm giàu nhanh chóng, hãy nhớ rằng lợi nhuận cao thường đi kèm với rủi ro lớn. 2. Đừng để tiền của bạn nằm yên một chỗ. Nhiều người trong chúng ta đã được dạy rằng cách tốt nhất để quản lý tiền bạc là gửi tiết kiệm tại ngân hàng, nhưng thực tế là ngân hàng không làm việc vì lợi ích của bạn mà vì lợi ích của họ. Họ sử dụng tiền của bạn để cho vay và thu lợi nhuận, trong khi bạn chỉ nhận được một mức lãi suất tối thiểu nếu bạn muốn thoát khỏi vòng luẩn quẩn của việc làm việc chăm chỉ và tiết kiệm từng đồng nhỏ đã đến lúc thay đổi góc nhìn thay vì chỉ gửi tiết kiệm hãy bắt đầu đầu tư tức là để tiền của bạn làm việc cho chính bạn đầu tư không đáng sợ như bạn nghĩ và không yêu cầu bạn phải là một thiên tài tài chính hay có một số tiền lớn để bắt đầu bạn có thể bắt đầu nhỏ và từ từ xây dựng danh mục đầu tư của mình đầu tư vào cổ phiếu trái phiếu bất động sản hoặc thậm chí là khởi nghiệp đều là những cách hiệu quả để gia tăng tài sản. Bằng cách đa dạng hóa các khoản đầu tư, bạn có thể giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận. 3. Hãy học cách tận dụng nợ và thuế. Nợ có thể là một từ đáng sợ, nhưng nếu biết cách sử dụng, nó có thể trở thành công cụ mạnh mẽ để xây dựng tài sản. Người giàu hiểu rằng nợ không phải lúc nào cũng xấu. Thay vào đó, họ biết cách tận dụng nợ để tạo ra cơ hội đầu tư mới trong khi giai cấp lao động thường né tránh nợ vì lo sợ người giàu tận dụng hệ thống tín dụng để mạo hiểm tiền của người khác thay vì tiền của chính mình bằng cách vay tiền chiến lược và tận dụng các ưu đãi thuế họ tạo ra cơ hội gia tăng tài sản mà không phải mạo hiểm quá nhiều hệ thống thuế ưu ái người giàu bởi họ biết cách cấu trúc các khoản nợ và đầu tư để giảm thiểu thuế phải nộp đây không phải là gian lận mà là hiểu biết sâu sắc về hệ thống và tận dụng các lỗ hổng pháp lý để có lợi cho mình 4. Làm chủ kỹ năng giải quyết các vấn đề tài chính. Người giàu không bao giờ để những thách thức tài chính làm họ chùn bước, thay vì bị choáng ngợp, họ xem những vấn đề tài chính như cơ hội để học hỏi và phát triển. Họ tiên liệu các trở ngại tiềm tàng và chuẩn bị cho chúng từ trước. Việc giải quyết vấn đề tài chính đòi hỏi một tư duy chiến lược và chủ động. Họ không chỉ đối phó với những vấn đề khi chúng phát sinh mà còn chuẩn bị sẵn các kế hoạch dự phòng, bằng cách chia nhỏ vấn đề thành các phần có thể quản lý họ có thể tìm ra những giải pháp hiệu quả mà không bị áp lực ngoài ra người giàu cũng tìm kiếm các góc nhìn khác nhau từ những người có kinh nghiệm và chuyên môn họ hiểu rằng không ai có thể giải quyết mọi vấn đề một mình và sự đa dạng trong tư duy có thể mở ra những giải pháp sáng tạo năm xây dựng danh tiếng tài chính của bạn danh tiếng tài chính của bạn là tài sản vô giá nó không chỉ phản ánh uy tín của bạn trong mắt người khác mà còn ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận các cơ hội tài chính một danh tiếng tốt sẽ mở ra cánh cửa cho những cơ hội đầu tư tín dụng và hợp tác kinh doanh để xây dựng và duy trì danh tiếng tài chính bạn cần giám sát và quản lý lịch sử tín dụng của mình một cách cẩn thận thanh toán đúng hạn quản lý nợ một cách có trách nhiệm và duy trì tỷ lệ sử dụng tín dụng thấp là những thói quen giúp củng cố danh tiếng của bạn ngoài ra hãy xây dựng mối quan hệ với các chuyên gia tài chính uy tín và tìm kiếm lời khuyên từ họ. Danh tiếng của bạn không chỉ là về những gì bạn kiếm được, mà còn là cách bạn quản lý và tôn trọng các cam kết tài chính của mình. 6. Mỗi quyết định đều có giá trị của nó Người giàu không bao giờ đưa ra quyết định tài chính một cách bốc đồng. Họ tính toán cẩn thận và xem xét nhiều yếu tố trước khi hành động. Khi vay tiền, họ đánh giá kỹ lưỡng các điều khoản trả nợ, lợi tức đầu tư tiềm năng và các rủi ro liên quan tương tự khi đầu tư họ không chỉ xem xét lợi nhuận mà còn đánh giá tiềm năng tăng trưởng dài hạn bằng cách nghiên cứu và phân tích kỹ lưỡng họ đảm bảo rằng các khoản đầu tư của mình sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn và bền vững việc đưa ra quyết định tài chính cần có sự cân nhắc và lập kế hoạch cẩn thận mỗi quyết định đúng đắn sẽ đưa bạn đến gần hơn với mục tiêu tài chính của mình hãy tiếp tục với hành trình xây dựng tài sản từ con số không bằng việc áp dụng những bước trên mọi quyết định tài chính đều có giá trị của nó và với sự kiên nhẫn và quyết tâm bạn có thể đạt được thành công tài chính và một tương lai thịnh vượng hy vọng rằng video này đã mang lại cho bạn những thông tin hữu ích hãy tiếp tục theo dõi kênh của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích khác cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo